con heo mà cũng dễ thương lắm. Chút là quay luôn nha. À, dễ thương lắm. Dạ em cảm ơn. Ừ. Để qua coi nhà trai coi. Mặt chào chị. Chào cưng. Trời ơi chị này mập quá. Chị mập quá. Chị mập quá. Chị mập quá. Tại chị ăn thịt heo nhiều đó. Tôi không có nói nha. Không thì có sao vậy? Tại lúc đó em biết chị giỡn nhất à. Ừ. Cái đúng gì cái giờ đồ... chị sao? Giờ thấy chị sao? Giờ mập mình chẳng cũng đẹp bình thường. Mập mà vẫn đẹp. Bạn này vui lắm nè. Một bên ta không nói tiếng nào, bên bạn này ít nói lắm. Rồi em bù lại cho. Ờ em bù lại cho đúng không? Ừ. Rồi bây giờ ước mơ cái người bạn gái phải ra làm sao nè? Thì nói chung bạn gái thì em muốn người phụ nữ trong nhà, ừ, biết nấu ăn được rồi. Còn tiền để em kiếm. Hỏi cần kiếm tiền. Tiền là em đi kiếm còn. Nhưng mà người ta đang ngon quá mà, người ta kiếm tiền bên đây cũng dữ dội lắm, người ta đâu có thua gì. Rồi sao nữa? Muốn cái ngoại hình sao nè? Ngoại hình giống như cao cao khoảng chừng 1m56. Cao 1m56. Tóc dài như chị vậy đó. Rồi tóc ngắn không được sao? Em phải tóc dài hơn, phụ nữ dài là đẹp nhất. Thì từ từ dưỡng nó dài. Dạ, rồi, em biết. Thì em thì mỗi người của em mình là gì đó. Ừ, rồi một ngày thì ông cho vợ ông nhiêu tiền nữa thôi nghe. Muốn lấy gì thì lấy, biết cho nhiêu giờ, vợ giữ tiền. Muốn lấy nhiều lấy hả? À? Tại vợ giữ, mình không giữ đâu. À, tức là đưa tiền cho vợ giữ đúng không? Vợ giữ hợp lý hơn. Nghe thấy mắc ruột không? Mẫu hình người phụ nữ em giống ai không? Giống Lan Ngọc. Lan Ngọc nào? Ninh Dương Lan Ngọc hả? Dạ, đúng rồi chị. Cao. Đòi hỏi gì thấp chuẩn vậy trời? Cái mẫu của em, vậy thôi chứ đâu có đòi mà đâu. Ví dụ bây giờ không có người giống Ninh Dương Lan Ngọc thì sao? Coi chị cũng được vậy. Coi chị là ok rồi. Ok rồi, đúng không? Yeah. Em thích một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Em thích mẫu người thứ nhất là tuyệt đối sạch sẽ, không hút thuốc, không uống rượu. Tiếp theo là không gia trưởng, không ki bo và không quá cọc tính. Nói chung là người đó là tuyệt đối là không được lớn tiếng. Có chuyện gì á cũng phải từ từ nói nhỏ nhẹ với nhau. Em chỉ có hút thuốc thì không có gì. Rồi có thuốc chút thôi, tất cả mọi thứ vui vẻ. Hút thuốc thì đi ra ngoài hút chứ vô nhà. Rồi ok em, anh ra ngoài liền, khỏi kia cũng ra nữa. Bỏ luôn đi. Em bỏ mấy lần bỏ không có được. Giờ bỏ luôn đi. Nhậu thì tuyệt đối là em không có nhậu. Lâu lâu em mới nhậu lần, có đám tiệc rồi đám cưới rồi đó. Dữ lắm rồi em mới nói em mới nhậu. Chứ em không có nhậu. Thì được rồi ha. Dạ. Để mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với ba của em à. À, dạ, chào, chào chú. Tiên xin chào em Siêu Quyền Linh và Hồng Vân à. Dạ. Chào quý khán giả trường quay à. Dạ chào cháu đây à. Theo nhận xét của tôi á, cháu này hơi ốm. Xin mời nhà gái. Em giới thiệu đi. Trước tiên xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào nữ bên kia, chào quý khán giả. Em tên là Đoàn Văn Quý, sinh năm 1982. Quý quê đâu? An Giang. Quý đang làm ở đâu? À, làm kinh doanh tự do anh. Quý làm gì? Bán thịt heo á. Hả? Thịt heo á, thịt lợn. Quý bán thịt heo hả? À. Tôi khoái cái này nha. Bán ở đâu Quý? Bán ở quê nhà luôn. Ở huyện nào? Ở nhiều chợ lắm anh, chợ Mỹ Xuyên, chợ Mỹ Bình, chợ Mỹ Thế, nó nhiều chợ lắm. Em đi vòng vòng bỏ. Có mối à. Bỏ mối thịt heo hả? À, chứ không có bán. Em giới thiệu đi cưng. À, em xin giới thiệu về mình. Em tên là Đàm Mỹ Trân. Em đến từ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Công việc của em là giáo viên Anh ngữ. Và em có thể nhận đơn của khách hàng làm mọi đơn như thế là di chúc, đơn từ và hình thức các loại đơn. Rồi bây giờ em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình coi. Điểm mạnh của em á thì em rất là tỉ mỉ, chu đáo và rất là kỹ tính. Em làm mọi chuyện rất là chỉnh chu, nói chung là em rất là sạch sẽ. Điểm yếu của em là em rất là ít nói, buồn vui thì em cũng tự chịu mình. Nếu mà buồn quá em khóc một mình rồi thôi, cho qua rồi hết ạ. Rồi vậy đó hả? Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 39 tuổi. 39 tuổi. 39 hả? Dạ. Lớn hơn mình đây 1 tuổi. Dạ. Anh trai thì thấy có sao không? Không gì đâu. Không sao đúng không? Thôi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh anh thì của em thì cần cù. Cần cù. Chịu khó. Ừ. Sống tự lập. Ừ, điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì dễ tin người. Người ta nói gì mà cũng nghe hết trơn. Vậy hả? Vậy ngộ vậy đó. Rồi em bỏ mối người ta thiếu em có cho sao thiếu không? Không. 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 Thì nó nói thì mời trả. Thì nó nói mời nó không trả làm gì ta giờ không cho thiếu nữa. Vậy đó. Thiếu hoài dẹp tiệm sao? Dạ vậy có chừng có mực hết trơn chứ. Em có mấy mối tình rồi? Hai.
Hai hả? Hai à. Mối tình đầu tiên là ở đâu? Mối tình mối thứ đầu tiên là em mới có 20 tuổi à. À. Quen nhau cũng 4 năm. Thì lại cưới thì người ta bên kia người ta không có gả. Nó nói là không có hợp tuổi. Ừ. Mối tình thứ hai? Tình hai chỉ mới chia tay ra khoảng chừng 2 năm. Quen mấy năm? Em khoảng chừng 6-7 tháng. Rồi sao bỏ? Không có hợp. Cái thời gian của em không có. Em tối em phải đi làm 2 giờ em thức rồi. Đấy khoảng tới thức khoảng 10 giờ. Lấy tiền đi gom tiền xong rồi em ngủ. Ngủ tới tối mới thức dậy đi cái tiền nữa. Thì tối đi làm nữa làm đi hoài đó. Vậy cứ suốt ngày cứ dậy đi làm rồi lấy tiền rồi dậy đi làm rồi ngủ lấy tiền. Có hai cháu phụ nữa mà làm không kịp. Chứ mà làm sao xảy. Ngày em bỏ khoảng mấy trăm ký thịt heo? 500. 500 ký thịt heo? Trời ơi dễ sợ chưa? Heo này heo gì? Heo ngủ anh. Anh ơi mặt nó ghét. Anh thấy giờ mặt heo nó ghét á. Nhìn thấy ghét quá. Đàn trai là đường tình duyên gì đó. Còn mình sao nè cưng? Con gái sao? Mấy mối tình rồi? À, dạ em thì hồi nhỏ đến lớn là em đi học suốt à. Với ra trường là có công việc làm liền. Rồi cái lo công tác ở bên trường mới. Rồi tới năm 35 tuổi em mới nhìn lại mình cũng một mình à. Rồi cái có bạn bè với bà con giới thiệu. Nhưng mà lúc đó thì mình thiếu kinh nghiệm sống. Mình học không à. Mình không có nhìn người chính xác. Thành ra cũng có quen. Quen cũng dắt về gia đình. Nhưng mà y cũng rủ đi uống cà phê này kia nọ thì mình cũng nhìn ra bản chất của y. Người thứ nhất á thì tánh tình của y rất là keo kiệt, hình như là y tiền bạc với y rất là quan trọng, không có quan tâm tới mình. À, người thứ hai á là tánh tình y lăng nhăng, thành ra quen mình còn quen người khác, thành ra em cũng thấy em cũng không được vui, thành ra em thôi luôn. Em mới kèm tới chương trình luôn à. À, dạ. Có nghĩa là em đã chia tay cái người thứ hai được mấy năm rồi? Dạ cũng gần 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi. Chào em. Dạ chào anh à. Em gặp hai y đó keo kiệt không hả? Một y keo kiệt, một y lăng nhăng. Trời ơi, hôm nay tới đây có cái anh này á, thực chất nó nói anh này rất là dễ thương luôn á. Ảnh kinh doanh đó, một ngày mà bỏ 500 ký thịt heo là dữ dội lắm luôn á nha. Ảnh có tặng em món quà là nguyên con heo. Cũng dễ thương lắm. Chút là quay luôn nha. Dễ thương lắm. Dạ em cảm ơn. Để qua coi nhà trai coi. Chào chị. Chào cưng. Trời ơi chị này hấp quá. Chị mập quá, chị mập quá. Chị mập quá. Tại chị ăn thịt heo nhiều đó. Tôi không có nói nha. Không, chị có làm sao vậy? Tại lúc đó em biết chị giờ ốm nhách à. Ừ. Đúng rồi, cái gì cái giờ đồ... chị sao? Giờ thấy chị sao? Giờ mập mình vẫn cũng đẹp bình thường. Mập mà vẫn đẹp. Bạn này vui lắm nè. Một bên ta không nói tiếng nào, bên bạn này ít nói lắm. Thôi em bù lại cho. Ừ, em bù lại cho đúng không? Ừ. Rồi bây giờ ước mơ cái người bạn gái phải ra làm sao nè? Thì nói chung bạn gái thì em muốn người phụ nữ trong nhà đi nấu ăn được rồi, còn tiền để em kiếm, khỏi cần kiếm tiền là em đi kiếm, còn nhưng mà người ta đang ngon quá mà người ta kiếm tiền bên đây cũng dữ dội lắm mà tao đâu có thua gì. Rồi sao nữa, muốn cái ngoại hình sao nè? Ngoại hình giống như cao cao khoảng chừng 1m56, cao 1m56, tóc dài như chị vậy đó. Rồi tóc ngắn không được sao? Em phải lóc dài hơn, phụ nữ dài là đẹp nhất. Để từ từ dưỡng nó dài. Dạ, em biết. Thì em thì mỗi người của anh mình sao vậy đó. Ừ, rồi một ngày để ông cho vợ ông nhiêu tiền nữa tôi nghe. Muốn lấy gì thì lấy, biết cho nhiêu giờ, vợ giữ tiền. Muốn lấy nhiều lấy hả? Tại vợ giữ mình không có giữ đâu. À, tức là đưa tiền cho vợ giữ đúng không? Vợ giữ hợp lý hơn. Nghe thấy mắc ruột không? Mẫu hình người phụ nữ em giống ai không? Giống Lan Ngọc. Lan Ngọc nào? Ninh Dương Lan Ngọc hả? Dạ, đúng rồi chị. Chào. Đòi hỏi gì thấp chuẩn vậy trời. Cái mẫu của em vậy thôi chứ đâu có đòi mà đâu. Ví dụ bây giờ không có người giống Ninh Dương Lan Ngọc thì sao? Coi chị cũng được vậy. Coi chị là ok rồi. Ok rồi, đúng không? Yeah. Em thích một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Em thích mẫu người thứ nhất là tuyệt đối sạch sẽ, không hút thuốc, không uống rượu. Tiếp theo là không gia trưởng, không ki bo và không quá cọc tính. Nói chung là người đó là tuyệt đối là không được lớn tiếng. Có chuyện gì cũng phải từ từ nói nhỏ nhẹ với nhau. Em chỉ có hút thuốc thì không có gì. Rồi, có thuốc chút thôi. Tất cả mọi thứ vui vẻ. Hút thuốc thì đi ra ngoài hút chứ vô nhà rồi, hút. Rồi, ok nào. Em, anh ba ra ngoài liền, khỏi kia anh cũng ra nữa. Bỏ luôn đi. Em bỏ mấy lần bỏ không có được. Giờ bỏ luôn đi. Nhậu thì tuyệt đối là em không có nhậu. Lâu lâu em mới nhậu lần, có đám tiệc rồi đám cưới rồi đó. Dữ lắm rồi em mới nói em mới nhậu. Chứ em không có nhậu. Vậy được rồi ha. Dạ. Để mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với ba của em à. À, dạ, ba. À chào chú. Tiên xin chào em Siêu Quyền Linh và Hồng Vân à. Dạ. Chào quý khán giả trường quay à. Rồi chào cháu đây à.
Theo nhận xét của tôi á, cháu này hơi ốm. Bán thịt heo mà sao mà ốm quá. Còn quá ốm nè chú ơi, còn bảy mấy ký lần chạy hình con dây chú thấy không thấy mập đâu. Dạ, nhưng mà tướng tá này coi cũng được. Dạ. Nói chuyện thì vui vẻ. Tôi chỉ đi theo thâm mưu thôi. Quyết định là cho con gái tôi. Dạ. Bây giờ thì nhờ chương trình nó cũng như là tạo điều kiện cơ hội cho hai bên nó tìm hiểu nhau thôi. Dạ. Tôi cũng có ý kiến nhiều thôi. Cảm ơn chú. Anh trai đi với ai? Em đi với chị ba của em, với bạn thân của em. Dạ chào chú Hương Linh và cô. Dạ chào chị. Tôi là chị của Quý. Chị ba thấy em giàu tương lai thì cũng được, nhưng mà để cho hai đứa nó trò chuyện với nhau đó, như nó tìm hiểu, tự tìm hiểu nhau đó, rồi nó hợp với nhau thì tiến tới hôn nhân. Dạ, chị ba ủng hộ không? Ủng hộ. Em cảm ơn. Ủng hộ ha. Rồi cảm ơn chị ba. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai người gặp mặt. Dạ nha. Trước khi mở rào em nhờ anh Quyền Linh đọc cái bài thơ này nãy em quên nè. Anh đọc hả? Dạ. Anh giọng anh tốt, em đọc giùm em nha. Cũng ngắn. Gửi người khách lạ phương xa, biết nhau tại chốn trường quay, biết nhau do bởi chữ duyên cơ cầu. Ngày mai nếu có nợ duyên, mong anh giữ vẹn sắc son đôi mình. Yêu em từ tận lòng anh, yêu em tóc đen đến tóc hoa râm chẳng lìa. Yêu em những lúc giận hờn, yêu em từ những cái nhìn trái tai, yêu em ngay những muộn phiền, yêu em từ những trách phiền vu vơ. Yêu em cả lúc anh xa, yêu em ngay những thói đời bạc đen, yêu em cả lúc trái lời, yêu em cả lúc bộn bề chuyện công, yêu em cả những bộn bề, yêu em cả lúc so bì thiệt hơn, yêu em cả lúc khốn cùng, yêu em cả lúc nhóc nheo bế bồng, yêu em cả lúc anh thay đời lên mây, chung tay chia sẻ ngọt bùi cùng em. Đàm Mỹ Trân. Thơ này là Trân sáng tác phải không? Dạ. Thơ của em làm hồi nào vậy? Dạ em làm hôm qua. Hôm qua hả? Dạ. Nè gửi em nè, lúc nào sáng đi bán heo á, thịt heo rồi lấy ra đọc cho nhớ. Rồi. Nha. Rồi. Ôi giờ mở rào đi. Mở rào nha. Ừ. Dạ. Anh thấy bài thơ nãy được không? Được, quá được. Quá được ha. Quá được. Rồi mở rào là tặng món quà, là nói ý nghĩa món quà này thế nào nha. Đó, đứng sẵn đó, chuẩn bị tặng quà nha. Đứng lên tặng quà ha. Cảm ơn chị. Bắt đầu. Rồi đứng lên nè. Chào em. Em chào anh ạ. Anh có quà tặng em. Dạ. Anh thích con heo gì tặng heo cho em. Dạ em cảm ơn ạ. Đưa đây, đưa heo, đưa heo chị cầm giùm cho. Dạ. Em Khoan. Để con heo lại. Rồi nói anh tặng em heo này ý nghĩa gì đó nói đi. Con heo này giá trị thì không có giá, nhưng mà nó có giá trị là anh tặng cho em. Yeah. Nhưng mà sau này mà em về nhà em thấy con heo là anh nhớ tới anh, đúng không? Dạ, yeah, em cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Em cũng có quà tặng anh. Nhiều với em. Đầu tiên là đặc sản quê em ạ. Rồi, anh biết, cảm ơn. Cái thứ hai là em tặng anh hộp nhạc ạ. Anh có thể mở xem ạ. Sao em lại tặng hộp nhạc? Em thấy cái bản nhạc này cũng hay. Nếu như mà bản nhạc này đừng đứt khúc thì mình sẽ còn nhau mãi, em xin hết ạ. Dạ, món quà thứ ba là món quà. Em muốn anh đọc lớn cái bức thư này em gửi cho anh nè. Xin chào một nửa duyên em. Hôm nay là ngày lên sóng truyền hình lần đầu tiên trong cuộc đời em, và cũng là người ngày đầu tiên em gặp anh tại trường quay. Đến với nhau là một chữ duyên, gắn với nhau là một chữ nợ. Đường đi còn dài ở nơi em chỉ. Mong anh dành cho em tình cảm chân thành, yêu nhau trong sự tôn trọng và yêu thương em. Mong anh hãy cho em một cam kết vững chắc và một lời hứa vững bền từ tình yêu của anh, để mình có thể đi chọn cuộc đời này. Nếu tình cảm của cả hai đủ lớn và đủ sức kết tối nhau trên cuộc đời này, anh à, cuối cùng lời em mong anh sẽ là sự hội ngộ và là bước đi khởi đầu để cùng nhau đi đến trọn đời cả anh và em. Anh vô lòng ký tên giùm em vô ký bức thư không ạ? Ký tên luôn ha. Dạ. Trời ơi. Ký đâu em? Đây được không? Dạ ký vô đây. Ký tên luôn nữa hả? Chừng giấy kết hôn đó. Dạ ký tên luôn. Dạ ghi rõ họ tên giùm em luôn. Họ tên luôn ha. Trời ơi ghi rõ họ tên luôn kìa trời. Dạ em cảm ơn à. Anh nghĩ sao về em à? Em hả? Vì vậy cũng dễ thương. Quan trọng là biết làm đồ ăn trong nhà được hay là được rồi. Thì làm đồ ăn thì em nấu mọi món đều được. Do có cái họ không có thời gian nên nếu mà muốn nấu thì phải giùm em. Em về với anh là có thời gian à?
Công chuyện của em là buổi trưa em ăn ở ngoài, nhiều khi em ăn cơm tiệm luôn. Rồi như anh vậy á, anh không ăn cơm tiệm không? Tại vì không ai nấu, ăn cơm tiệm thì sao? Không ăn nói sao? Dạ anh thấy em sao à? Rồi em thì trên cả anh mong đợi rồi. À, cho em hỏi vài câu được không ạ? Rồi em cứ hỏi anh trả lời cho. Anh đi làm nghề bán thịt đi bao lâu rồi à? Anh này làm từ nhỏ là mà theo chú anh. Rồi bây giờ anh làm riêng mình nên rồi. Ờ, nếu anh làm riêng anh có nhà cửa gì hay là có cơ sở gì không ạ? Dạ anh nói là nhà cửa có đủ hết trơn, chỉ có thiếu vợ thôi à. Đủ hết trơn là thiếu vợ. Giờ hỏi là hẹn hò sao nè? Em anh thì ngày nào cũng làm hết, không ngày nào nghỉ. Nhưng mà em muốn đi chơi với em thì em phải nói trước là em có rảnh ngày nào là anh xuống ngày nấy. Dạ có gì mình liên hệ bằng số điện thoại sao đây ạ? Có Zalo mình nói chuyện nhau dễ mà. Dạ dạ. Anh muốn hỏi gì em không ạ? Em thì anh hỏi em giờ trước tiên thì em có ha có hung dữ không? Em này không có hung dữ đâu, giận thì em đánh thinh đâu có nói gì đâu à. Dạ. Nhưng mà em không có nói chuyện cả tháng luôn à. Gì dữ rồi trời. Tại có gì đó em hoài làm sao chịu nổi, phải nói cái gì em mới nói cái gì em phải bày tỏ là em không chịu cái gì anh mới biết. Thì ba em đi hoài đâu có biết được đâu, giải cho em. Thì ba em đi cũng không biết em giận là em không có nói chuyện. Dạ hả? Dạ. Tại vì anh kích thích là tao nói chuyện à. Giống như cái đồng hồ đó em phải mở lên nó mới kêu, không mở nó gì nó kêu. Đúng rồi đó, đúng không? Cái đồng hồ đó em phải mở lên nó mới kêu. Đúng rồi. Nếu mà được thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được à? Ba đã 6 tháng được em. Tại vì anh lớn rồi không còn nhỏ nữa. Mà nếu đủ kinh tế để là nuôi vợ nuôi con được. Bây giờ là em bước tới bên cô gái, em hát một bài hát nào đó hay gì đó. Nắm tay cô gái. Nắm tay là lên. Nắm hai tay vô luôn đó. Cái lá thư đi nắm hai tay. Nhét nhét ở đây nè, lấy đây nè. Đó, trời ở đây không cho bỏ vô. Đúng rồi. Anh ca cho em nghe bài nha. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em. Em thì nết na nhu mì quảng hiền. Ý mẹ thầm mong em là giàu. Xin em một câu hẹn ngược. Nhờ người qua mối mai trầu cao. Giờ em trả anh nha. Giờ em trả anh nha. Trời ơi. Trời đất ơi cưng dễ sợ. Nói gì với em cái tay đi. Em chỉ mong là sao nếu mà em bấm chuông á sau này thì anh chia sẻ quan tâm là được rồi, em không có cần gì hết á. Dạ. Dạ. Rồi rồi. Anh đó anh hứa gì em? Này anh hứa này phải không? Cái tên vô nữa thì ghê quá. Rồi, giờ chuẩn bị nè. Dạ. Chuẩn bị nhấn chuông nè. Bây giờ mình để tay mình nút bấm. Nếu nghĩ đây là nửa manh ghép của mình, hãy bấm nút ngay, đừng chờ đợi gì cả. 1, 2, 3. Trời ơi, ai bấm sạch sạch ớn thiệt chứ. Trời đất ơi. Rồi, chính thức luôn, hai người nắm tay nhau đi. Bấm không có hư nút của người ta luôn vậy đó. Cạch, cạch, trời chị ơi. Chị đi, ghê quá. Trời ơi, tôi đứng đây tôi còn nghe chị mà em luôn à. Cảm giác trong lòng mình bây giờ thế nào? Có gì không, những phải vui anh. Phải anh quá. Phải anh quá. Phải anh quá hả? Phải. Bữa nào về tặng anh ký tờ theo nha. Ok anh. Thiệt. Có dồi trường rồi nha. Có luôn. Mà phải alo em trước mới được. Cái người ta thích ăn thịt heo á thì nó bỏ qua. Nhiều nay em thấy bạn gái của em được không? Hợp với em không? Quá được. Giờ ôm hôn cái đi nè. Bác ơi cho con hôn em nói cái bác. Rồi hứa đi. Hứa với ba sao? Bây giờ con hứa với bác là vì con giờ cũng trưởng thành rồi, đủ trưởng thành để nuôi con của bác. Mong là sau này con sẽ thương em nó như bác thương em vậy đó. Hay quá, hay quá. Thương bà, em nó như là bác thương. Bác cho con hùng em mấy cái bác. Em làm cái nha. Đứng im nha. Anh về phải nhớ anh mới được nha, không nhớ không được nha. Cũng mà miết luôn. Hết sức. Không lẹ quá nó không hay, từ từ mới nhớ. Nè, lại hùng em cái nha. Thế nào cũng nhớ anh ạ. Anh phải em rồi á. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13 triệu 800 ngàn đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa,
gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Hạnh phúc nha kia. Nếu nào gặp anh đang gian tặng anh tiếp theo nha. Ok anh, nói cái gì cũng được đó. Rồi, chờ bạn gái đi trước, mình đi sau. Bảo về bạn gái. Nào. Rồi, đi nha kia.